Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép điều chỉnh sách tiếng Việt Cánh Diều lớp 1. Mong muốn có một bộ luật riêng về ứng phó sự cố tràn dầu. Vùng cao Mù Cang Chải chống rét cho học sinh. Tín dụng tăng hơn 11,6% so với cùng kỳ năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, tại kỳ thi Olympic quốc tế dành cho các thành phố lớn lần thứ 5 do thành phố Moscow, Liên bang Nga tổ chức từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 12, đội tuyển thành phố Hà Nội gồm 8 học sinh trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đã đạt thành tích xuất sắc với 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng ở 4 môn vật lý, hóa học, toán học và tin học. Ngoài ra, đội tuyển học sinh Hà Nội đại diện cho Việt Nam còn giành cúp bạc đồng đội và lọt vào top 5 thành phố xuất sắc nhất trong cuộc thi tốc độ Blitz Contest. Bộ Giáo dục Đào tạo đã có văn bản cho phép điều chỉnh ngữ liệu sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều với 11 bài đọc thay thế và điều chỉnh bổ sung nhiều từ ngữ bị cho là phản cảm khó hiểu. Theo đó, Hội đồng Thẩm định đã thực hiện rà soát tổng thể nội dung sách giáo khoa môn tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều, xem xét nghiên cứu các nội dung phản ánh của dư luận, tổ chức đối thoại với tác giả và nhà xuất bản để thống nhất các nội dung cần điều chỉnh bổ sung, tổ chức thẩm định bản mẫu theo quy định. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng gần sáng và ngày 30 tháng 12, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ di chuyển từ phía Bắc xuống. Cường độ của đợt không khí lạnh là khá mạnh. Vì thế mà nhiều khả năng từ đêm 30 tháng 12 trở đi, Bắc Bộ cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ bước vào một đợt rét đậm rét hại trên diện rộng. Đợt rét này sẽ kéo dài trong khoảng 3-4 ngày. Tại miền Trung, chuyên gia nhận định các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cũng xuất hiện rét đậm trong những ngày đầu năm 2021. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị trở vào sẽ có mưa vừa mưa to kèm theo dông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo xuất hiện mưa dông trái mùa trong dịp nghỉ lễ này. Đáp ứng nhu cầu vận chuyển mai đào của hành khách trong dịp Tết Tân Sửu 2021, các hãng hàng không nội địa triển khai dịch vụ vận chuyển mai đào dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa từ ngày 27 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 26 tháng 2 năm 2021. Các hãng hàng không Bamboo Airways, Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco cho phép mỗi hành khách được vận chuyển một bó, tối đa 2 cành. Mức cước là 450.000 đồng trên một bó, giá chưa bao gồm VAT. Để hoa đào, hoa mai giữ được độ tươi, hành khách cần buộc hoa thành bó, có 3 bọc bên ngoài, với kích thước không quá 150cm x 40cm x 50cm. Để mua gói vận chuyển mai đào, hành khách có thể liên hệ tại phòng vé, đại lý hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng của các hãng. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết sẽ áp dụng chương trình giảm giá vé 50% tàu Tết Tân Sửu 2021 cho hành khách là trẻ em từ 6 đến 10 tuổi, tùy theo chuyến tàu và ngày khởi hành. Cụ thể, chiều thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội áp dụng đối với các tàu SE14, SE16, SE24 xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 9 tháng 2 năm 2021, tàu SE30 xuất phát tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 9 và 10 tháng 2 năm 2021. Chiều Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng đối với tàu SE15 xuất phát tại Hà Nội các ngày 15, 16, 18 và 19 tháng 2 năm 2021. Tàu SE23 xuất phát tại Hà Nội các ngày mùng 5, 17, 19 và 21 tháng 2 năm 2021. Tàu SE29 xuất phát tại Hà Nội các ngày 15, 16 và 20 tháng 2 năm 2021. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết thêm, thay vì quy định giá vé trẻ em giảm 25% đang được áp dụng hiện nay, Đường sắt sẽ giảm 50% với vé tàu có cự ly vận chuyển từ 500 km trên một số mác tàu. Thái Nguyên là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa vùng Trung Du miền núi phía Bắc với đồng bằng Bắc Bộ, là cái nôi của nền công nghiệp và là một trong 3 trung tâm giáo dục đào tạo lớn nhất cả nước. Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, coi đó là bước đột phá, là tiền đề trọng yếu để Thái Nguyên thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Thực tế đã chứng minh, sau khi nâng cấp xây dựng mới nhiều tuyến giao thông, cùng các chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, minh bạch đã tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư của Thái Nguyên, đưa địa phương trở thành điểm sáng của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc, với tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thuộc top đầu các tỉnh thành trong cả nước. Với mục tiêu của nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 20 thì cũng xác định rõ là Thái Nguyên vẫn là tỉnh phát triển về công nghiệp. Và muốn phát triển công nghiệp thì cái việc mà phát triển cái hệ thống hạ tầng giao thông hết sức quan trọng. Từ các cái hệ thống hạ tầng giao thông này thì như chúng ta đã biết thì trong những năm qua thì các cái khu công nghiệp, các cái cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các cái nhà đầu tư đã đến với Thái Nguyên rất nhiều. Để chính vì đó thì tỉnh cũng đã xác định là tiếp tục là mở rộng các cái tuyến đường đi vùng vào các cái vùng như đường vành đai 5 để mở rộng cái địa bàn khu vực phía nam của tỉnh Thái Nguyên, làm kết nối giữa ba cái địa phương là thành phố Sông Công, thành phố thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình. Để tạo thành vùng kinh tế công nghiệp sôi động, điều kiện tiên quyết để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đó chính là mặt bằng và hệ thống đường giao thông thuận lợi, thông thoáng, kết nối khoa học, có tầm nhìn xa. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống giao thông. Đặc biệt, các tuyến đường huyết mạch có vai trò kết nối các trung tâm vùng luôn được ưu tiên đầu tư như dự án xây dựng đường quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên, nâng cấp cải tạo quốc lộ 3 cũ, xây dựng tuyến đường Thái Nguyên-Chợ Mới, Bắc Cạn, cải tạo nâng cấp đường tỉnh DT261. Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh, dự án nâng cấp quốc lộ 1B đoạn km 100, km 144+700, dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đoạn tuyến đi chung đại lộ Đông Tây, khu tổ hợp Yên Bình và cầu vượt sông Cầu. Đến nay, mạng lưới giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh phát triển khá toàn diện, tạo được sự kết nối thông suốt giữa các vùng miền, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong quá trình thực hiện triển khai dự án, cái khó khăn lớn nhất đó là cái công tác giải phóng mặt bằng, thì ủy ban thành phố đã tích cực tập trung chỉ đạo đẩy nhanh cái tiến độ này, thế và thường xuyên bám sát, tháo gỡ kịp thời mọi những cái khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng mặt bằng, kịp bàn giao mặt bằng cho dự án triển khai thi công. Để hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực để đầu tư xây dựng, tạo sự gắn kết liên hoàn thông suốt từ quốc lộ đến các tuyến đường tỉnh và hệ thống giao thông nông thôn. Đó cũng là nền tảng để các địa phương trong tỉnh phát triển, đặc biệt là ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, góp phần giảm nghèo bền vững và đóng góp tích cực vào thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Thì ngay từ cái đầu nhiệm kỳ của 2015 và 2020 ấy, thì Đảng bộ huyện cũng đã xác định một số cái danh mục công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ, thì được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, ban quản lý dự án được giao triển khai một số các cái công trình trọng điểm để phục vụ cho cái việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thì trong đấy có những cụm công trình là ở trung tâm văn hóa thể thao của huyện và một số các cái nhà văn hóa, các cái công trình đường giao thông nông thôn của các xã. Thì đến thời điểm này thì các cái công trình trọng điểm đã cơ bản hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Với phương châm kết nối để phát triển, việc thực hiện hiệu quả khâu đột phá về đầu tư xây dựng, kết cấu hạ tầng giao thông chính là tiền đề quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh. Đây cũng là cơ hội lớn để Thái Nguyên gia tăng sức hút trong môi trường đầu tư, trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tại diễn đàn doanh nghiệp diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngày 23 tháng 12, sản phẩm hoa lan đột biến của Vườn Lan Ngọc Diệp, Hà Đông, Hà Nội vinh dự là sản phẩm tiêu biểu được trưng bày trong chuỗi hoạt động của sự kiện. Là một sản phẩm đặc trưng nên gian hàng trưng bày của Vườn Lan Ngọc Diệp đã thu hút được rất đông các khách hàng ghé thăm và chiêm ngưỡng. Đến với diễn đàn lần này, nhà vườn Ngọc Diệp đã mang đến giới thiệu tất cả những loại đặc biệt nhất của mình là 5 cánh trắng Bảo Duy, 5 cánh trắng Nàng Thơ, 5 cánh trắng Minh Châu, 5 cánh trắng Bạch Tuyết. Đặc biệt là sự xuất hiện của 5 cánh trắng Hà Mi, một sản phẩm độc lạ chỉ có tại Vườn Lan Ngọc Diệp. Hôm nay tôi có mang đến đây để trưng bày dự hội nghị triển lãm này có những cái dòng hoa lan là 5 cánh trắng Bảo Duy, 5 cánh trắng Bạch Tuyết và 5 cánh trắng Nàng Thơ. Mỗi một bông hoa nó có mang một cái vẻ đẹp khác nhau. Những cái mặt hoa mà đẹp ấy thì là do mắt con mắt người chơi, từng người. Trong khuôn khổ của diễn đàn doanh nghiệp thì việc xuất hiện gian hàng hoa lan là một sự kiện độc đáo. Nhiều năm trở lại đây, thị trường hoa lan luôn sôi động với nhiều yếu tố bất ngờ. Nhiều giỏ lan được mua bán, chuyển nhượng với giá trị cao. Vì vậy, một số cá nhân đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người chơi lan để trục lợi. Mong rằng là nhà nước là vào cuộc để thứ nhất là kiểm soát cái lan thế và bình ổn giá, và cũng là để đảm bảo cho các cái nhà vườn đứng vững trong cái việc mà trồng cây đầu ra của cây lan, về để đảm bảo được cái hoa cho nó đúng cây, đúng hoa. Trước việc nhiều loại phong lan đang lên cơn sốt giá, rất cần các cơ quan chức năng vào cuộc, đề ra những chính sách rõ ràng để quản lý chặt chẽ về mặt chất lượng, định giá chính xác, đồng thời chống thất thu thuế cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các cá nhân, hộ kinh doanh có biểu hiện lừa đảo, lợi dụng việc kinh doanh phong lan để thu lợi bất chính. Có như vậy mới giúp những người đam mê loài hoa này và những nhà vườn kinh doanh phong lan uy tín yên tâm phát triển, không bị những hệ lụy tiêu cực của cơn lốc làm giàu từ phong lan đột biến. Đà tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng đã bứt phá nhanh trong tháng 10 và tháng 11. Theo đó, tính đến ngày 21 tháng 12, tín dụng tăng 11,62%. Thông tin trên được đại diện Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại phiên họp báo kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2020, định hướng nhiệm vụ năm 2021. Tính chung từ đầu năm 2020 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần điều chỉnh giảm đồng bộ các mức lãi suất với tổng mức giảm từ 1,5 đến 2% một năm lãi suất điều hành. Mặt bằng lãi suất cho vay bình quân trên thị trường giảm khoảng 1% một năm. Riêng các đối tượng ưu tiên đã được giảm xuống mức 4,5% một năm. Trong 2 tháng cuối năm, tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống cũng tăng khá mạnh. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là một trong các ngân hàng trung ương có mức cắt giảm lãi suất điều hành lớn nhất trong khu vực. Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành 2 văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Sang năm 2021, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định vĩ mô, thị trường, hỗ trợ phục hồi nhanh kinh tế. Biển Đông là một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới với giá trị kinh tế quy ra mỗi năm khoảng 5,3 nghìn tỷ USD. Với mật độ phương tiện vận tải biển dày đặc như vậy, Biển Đông cũng là khu vực có nguy cơ cao xảy ra sự cố hàng hải khiến tàu tràn ra biển. Nằm trên bờ Biển Đông với đường bờ biển dài hơn 3.000 km, Việt Nam không thể chủ quan khi các nguy cơ tàu tràn đang ngày một gia tăng. Với 3.260 km đường bờ biển và 1/5 dân số sống cạnh biển, Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nếu xảy ra sự cố tràn dầu trên tuyến hàng hải Biển Đông. Theo thống kê, từ năm 1992 đến nay, đã có tới 190 sự cố tràn dầu xảy ra tại Việt Nam, trong đó có 37 vụ ngoài khơi chiếm 19%, 88 vụ ven bờ chiếm 47% và 65 vụ trên đất liền chiếm 34%. Những con số thống kê cho thấy nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu luôn hiện hữu, đặt sự an toàn của các vùng biển Việt Nam trước rủi ro ngày càng gia tăng. Để đảm bảo tính chủ động, kịp thời và hiệu quả, Việt Nam cần nâng cao hơn nữa khả năng ứng phó, xử lý và khắc phục hậu quả tràn dầu trong bối cảnh rủi ro hàng hải ngày một gia tăng. Trong bối cảnh nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu trên biển ngày càng gia tăng hiện nay, trong khi hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu lại được quy định bởi nhiều luật và văn bản dưới luật. Có ý kiến cho rằng cần có một bộ luật riêng về công tác ứng phó sự cố tràn dầu để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác này. Từ năm 1993 đến nay, Việt Nam đã ban hành 10 luật và hơn 20 văn bản dưới luật có các quy định liên quan tới ứng phó sự cố tràn dầu. Trong đó, văn bản đầu tiên cụ thể hóa một cách tổng hợp các quy định pháp luật về ứng phó sự cố tràn dầu là quyết định số 02/2013 QĐ-TTg ngày 14 tháng 1 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Còn văn bản mới nhất được ban hành là quyết định số 133 QĐ-TTg ngày 17 tháng 1 năm 2020 ban hành kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký. Việc được quy định bởi quá nhiều luật hiện nay đang khiến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu bị chồng chéo, thiếu nhất quán, ảnh hưởng tới hiệu quả thực hiện. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, một nhà khoa học có nhiều công trình lớn nghiên cứu về biển cho biết, ông mong muốn có một bộ luật riêng về hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Do chịu ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh và gió mùa Đông Bắc, bắt đầu từ tối ngày 15 đến nay, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã xảy ra rét đậm rét hại, có nơi nền nhiệt xuống thấp tới 10 độ C, nhất là tại các vùng núi cao. Để làm tốt công tác phòng chống rét cho các em học sinh, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo ngành giáo dục và các đơn vị trường tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho các em học sinh trên địa bàn huyện. Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng bà Cứ Thị Pàng, bản Nà Háng, xã Mồ Dề vẫn đưa 4 đứa cháu đến trường ngay từ sáng sớm để kịp giờ học. Trong những ngày lạnh như thế này, bà Pàng luôn chủ động mặc quần áo ấm, đi giày dép cho các cháu trước khi đến lớp. Do hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nên việc mua đầy đủ quần áo ấm cho các cháu còn chưa đảm bảo. Nhưng trong thời gian qua, các thầy các cô đã phát cho các cháu và luôn chỉ bảo chúng tôi trong việc chăm lo cho các cháu, nhất là vào mùa rét. Trường mầm non xã Mồ Dề có tổng số 454 học sinh, trong đó điểm chính là 123 học sinh, còn lại học tại 5 điểm lẻ. Ngoài việc làm tốt công tác vận động phụ huynh đưa con em đến lớp, đơn vị trường còn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nước ấm rửa tay, nước uống và thực phẩm ăn trưa cho các em để đảm bảo sức khỏe, duy trì tỷ lệ chuyên cần từ 93 đến 94% học sinh đến lớp. Trường mầm non Mồ Dề chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về tình hình không khí lạnh, về rét đậm, rét hại và chủ động các phương án ứng phó, chỉ đạo giáo viên là tuyên truyền với bậc phụ huynh. Còn tại trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Kim Nội có tổng số 489 học sinh. Số học sinh ở bán trú là 357 em. Đa số các em học sinh đều là con hộ nghèo. Đơn vị trường đã chỉ đạo cán bộ giáo viên, nhất là các thầy cô phụ trách bán trú bổ sung thêm chăn ấm, tổ chức nấu nướng đảm bảo vệ sinh cho các em, ăn chín uống sôi. Nhà trường đã bổ sung chăn cho các cháu và mỗi phòng là từ 20 đến 30 cái chăn. Và tổng số là 10 phòng thì chúng tôi cũng đã bổ sung cho 120 cái chăn mới. Trong cái mùa rét này thì Đảng ủy chính quyền cũng tăng cường lên có cái chỉ đạo mà nó để đảm bảo cái an toàn thực phẩm cho các cháu, mà đảm bảo trong mùa rét. Mà cái thứ nhất, cái thứ hai là còn chăn chiếu mà vẫn đảm bảo phục vụ cho các cháu. Mù Cang Chải là địa bàn chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết xấu, nhất là vào mùa đông, thường xuyên xảy ra rét đậm rét hại. Vì vậy, ngay từ đầu mùa đông, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo phòng giáo dục yêu cầu các đơn vị trường làm tốt công tác phòng chống rét cho học sinh, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và cho học sinh nghỉ học khi nền nhiệt xuống thấp. Trên địa bàn tỉnh Hà Giang hiện có hơn 111.000 hộ chăn nuôi với gần 300.000 con trâu bò. Đến nay, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn gia súc. Công tác phòng chống đói rét cho trâu bò trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đặc biệt tại 4 huyện vùng cao, đã được quan tâm và đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Xã Xín Cái và xã Thượng Phùng là hai xã vùng cao của huyện Mèo Vạc trong mấy ngày qua chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên, nhiệt độ thường xuyên ở mức từ 1 đến 5 độ C. Nhằm bảo vệ đàn gia súc trên địa bàn trước đợt rét đậm rét hại này, chính quyền và người dân đã chủ động tiến hành nhiều biện pháp phòng chống đói rét cho trâu bò. Bà con nhân dân không đi lao động sản xuất được. Thứ hai nữa là không lấy được thức ăn cho gia súc gia cầm. Thì trước đó thì các vị chính quyền xã cũng đã hướng dẫn bà con nhân dân dự trữ thức ăn để đảm bảo cho khoảng 1 tháng cho đàn gia súc gia cầm của gia đình. Gia đình chị Thò Thị Mỹ, thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng có 5 con trâu bò. Đây là tài sản lớn nhất của gia đình. Chị Mỹ cho biết hàng năm khi vào mùa đông, gia đình chị luôn được sự hướng dẫn của cán bộ xã thực hiện quây kín chuồng trại không chăn thả trong những ngày rét đậm rét hại, dự trữ thức ăn và bổ sung thêm thức ăn tinh bột cho đàn trâu bò của nhà. Trâu bò thì cho ở trong nhà thì không cho ra ngoài. Cho ra ngoài thì không lệnh như thế, cho ra ngoài thì lệnh quá như cho bò không tốt. Huyện Mèo Vạc hiện có khoảng 30.000 con trâu bò, trước tình trạng vẫn còn nhiều gia đình chăn thả rông. Chính vì vậy, chính quyền huyện đã rất quyết liệt trong tuyên truyền, tổ chức ký cam kết cho bà con thực hiện quây kín chuồng trại không chăn thả rông trong những ngày rét đậm rét hại. Chuẩn bị bước vào cái vụ rét đậm rét hại dịp cuối năm thì cũng tiếp tục là tham mưu cho huyện ra các văn bản đôn đốc các xã thị trấn tổ chức triển khai đến nhân dân thực hiện tốt cái việc tuyên truyền vận động để nhân dân tất cả các hộ thực hiện cái việc che chắn chuồng trại cũng như là giữ trữ thức ăn cho đàn gia súc, và tính đến nay thì cũng chưa có gia súc bị chết rét. Công tác phòng chống đói rét cho trâu bò trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đặc biệt tại 4 huyện vùng cao đã được quan tâm nên chưa xảy ra trường hợp trâu bò bị chết do đói rét. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.